69, 70 là nguyên tràng xuống đốt, đốt cái chùa rụi hết, chỉ còn có một ông Phật ngồi chính giữa đó đó, là ông Phật Thích Ca, mà bằng gốc mít, là bằng gốc mít, mà nhưng là coi như là cái chùa cháy rụi hết, mà bằng gốc mít mà không cháy hết, bị nán thôi. Thành ra là cổ xưa này á, thì qua thấy là để năm 1859, ha. Còn bên đây là 1997. Rồi, tôi là tôi đi về là 19 năm về trước đó. Thì cái giờ trưa tôi hay cúng cái giờ 12 giờ để mà tôi cũng một á, là mình theo cái gốc chân ông bà mình cúng cái linh nghiệm nó cỡ nào. Yeah. Thì mình cũng đi ra mình cúng thì với 12 giờ đi. Thì bữa đó đó là tôi 12 giờ trưa tôi ra cúng thì tôi thấy đông người cúng với tôi đó. Mà sao chùa ít người lắm mà tôi thấy đông người cúng với tôi lắm. Yeah. Thì tôi biết đó là những cái quan gia cháy chủ, những cái người thân của mình, những anh hùng chiến sĩ về để tu nhiều. À, dạ. Rồi đi về núi lên trơn rồi. Dạ. Rầm là có hai là đại bàng về đạo quay sao bự không chú? Đại bàng bự chú tính rồi 7-8 kg mười mấy kg rồi. Dạ. Ngộ ha. Thấy được có một tầng đó là quý vị về rồi đi. Hãy mà lễ Phật đản. Dạ. Lễ Phật đản là ở đây là ngày 18 tôi tắm Phật thì chim sẽ sẻ. Dạ. Giỡn với nhau rú rí nhau như đó. Ở chùa Quan Âm Nam Hải. À. Chùa Quan Âm Đông Hải. Dạ. Thì lúc đó tôi học đó thì mỗi tháng mấy cô đi lần tôi cũng xin đi. Đi nhầm bữa thứ bảy chủ nhật á. Xin đi mà tôi xin đi tới trước đâu chỗ Quan Âm Nam Hải. Thì Quan Âm Đông Hải tôi vẫn xin. Chùa Quan Âm con là Quan Âm cổ tự, ông bà con đã thọ ra trên 100 năm rồi mà bây giờ con xin làm được một tượng Quan Âm Bồ Tát khóa thân. Là trước là 6,5 m, là tôi làm cái tượng ở trong 6,5 m. À. Rồi sau cái tôi mới xin làm 32 vị Bồ Tát khóa thân. Cha tôi sinh ra khỏe lắm, mà tới 3 tuổi tự nhiên cái hôm đó ông khóc, cái miệng ông méo dữ lắm, méo như con cá lưỡi trâu rồi. Yeah. Mà nhưng là ông không biết sao mà chị mà từ Mỹ Tho bồng bế con về tới chùa Tây An được á, là mới gặp được Đức Phật Thầy. Thì à. Đức Phật Thầy mới nói á, là ta sẽ nhận trong 12 đệ tử. Yeah. Mà nhưng là đứa này là ta sẽ nhận làm đệ tử của ta. Thầy quá mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hóa nha. À, thưa mọi người, hiện tại là Thiện Hóa đang lạc vào giống như là bồng lai tiên cảnh vậy đó. À, đây là một cái ngôi chùa mà Thiện Hóa mới biết được. Và hôm nay cũng hữu duyên mình đến đây, mình cúng viếng và ghi hình lại và chia sẻ cho tất cả mọi người. À, có thể nhìn sơ qua thì cả nhà có thể nghĩ ngay đến là chắc là Bạc Liêu hay là ở đâu đó. Cái vùng Cà Mau, Sóc Trăng ha. Nhưng mà Thiện Hóa cũng đính chính luôn. Nơi đây là thuộc vùng Bảy Núi An Giang nha cả nhà. Xung quanh mình hiện tại đó là mọi người cũng thấy là có trên dưới chắc cũng cả hàng trăm cái hiện thân á của Phật Thích Ca, và đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát, rất là nhiều luôn cả nhà. Nếu mà mọi người mà có về cúng mẹ Nam Hải Bạc Liêu hay là mẹ Đông Hải rồi đó thì cả nhà sẽ thấy là khi mà mình vào cái cổng vào đó thì hai bên có rất là nhiều hiện thân của người, và ở đây á, là tại An Giang luôn nha. Thiện Hóa đang chứng kiến một cái khung cảnh hết sức là tuyệt vời luôn, giống như là mình đang ở trên trời vậy đó. Rất là nhiều luôn Phật ở xung quanh nè, và những cái bức tượng Phật là được nói chung là tô vẽ rất là chi tiết và tỉ mỉ, nhìn rất là nổi bật và đẹp mắt. Thì bây giờ là không để mọi người chờ lâu, Thiện Hóa sẽ đi từ ngoài ngôi chùa đi vào tới bên trong để ghi hình toàn cảnh cái ngôi chùa hết sức là thú vị này cho mọi người xem nhé. Cả nhà nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho Hóa. Bây giờ mời cả nhà cùng xem nha. Từ ngoài vào thì cả nhà sẽ thấy một cái bảng rất là to làm bằng đá đầy chữ Nam Mô A Di Đà Phật, và kế bên đây có rất là nhiều hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, và đặc biệt là có một cái pho tượng Phật Thích Ca đang nhập niết bàn ở cả nhà. Và xung quanh thì có rất là nhiều ngài A Nan này kia đang quỳ lại
giờ thì Thiện Quá sẽ tiến gần lại quay chi tiết cho cả nhà xem. Quá đẹp luôn. Trước giờ thì Quá cũng đi chùa cũng nhiều, nhưng mà những cái hiện thân của Phật á, thì mình thấy ở đây là được chăm chút khá là tỉ mỉ, và màu sắc á, nhìn nó sặc sỡ và rất là bóng loáng luôn cả nhà. Hầu như là vị nào cũng đẹp hết á. Thật sự thì mình hữu duyên thôi cả nhà, chứ chỗ này trước giờ thật sự thì mình cũng chưa có biết tới ha. Đó. Quá trời đẹp luôn. Đó, mấy ngài đang quỳ xuống, và bên đây là cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang nhập niết bàn cả nhà. Quá đẹp. Cái điều hết sức là đặc biệt á, là những hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát này á, Quá thấy là giống như là của những cái gia đình bà con Phật tử cúng dường đó cả nhà. Đây có để tên đầy đủ hết á. Đầu tiên là cái hiện thân của ngài, nguyên một chiếc áo màu xanh. Sau đó là tới hiện thân thứ hai, là ngài mặc áo màu hồng hồng đó mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đi dọc theo đây coi đếm có bao nhiêu hiện thân của ngài nha. Đây là thứ ba đó cả nhà. Quá xa đẹp luôn. Đó, và dài vô đây là thứ tư ha. Và đây là thứ năm. Thật sự thì ở đây mà mình trang trí thêm một ít mây này kia nó thì giống như là bồng lai tiên cảnh luôn cả nhà. Giống như lạc vào một cái chốn tiên vậy đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Này cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Thứ sáu nha cả nhà. Đó. Tới hiện thân của ngài là thứ bảy đây. Thứ 8. Quá đẹp luôn cả nhà. Nó đây là thứ 9 ha. Và bên đây nữa là thứ 10. Quá đẹp luôn. Đó, hiện thân thứ 10 của ngài là mặc nguyên một cái áo tròn ở ngoài màu vàng, quá đẹp. Đó, đây là thứ 11 ha. Và bên đây là hiện thân của ngài thứ 12, 13, đó, 14, bên này đó là 15, 16, thì bên đó Quá nghĩ là cũng 16 nó đi, là 32 hiện thân của ngài ha. Một bên nó thì ngài đứng nha, còn một bên nó thì ngài ngồi hết cả nhà. Trời ơi, đây quá đẹp luôn cả nhà ơi ha. Rồi chính giữa cái sân đó là có hiện thân của Phật Thích Ca, bước 7 bước là tạo thành 7 cái đó sen đó mọi người. Đây là chính giữa ha. Quá đẹp luôn. Cả nhà đứng ngay chỗ này là đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Công viên này thì tổng thể hết tất cả các hiện thân của Phật đó, là Quá thấy chắc trên dưới cũng vài chục cho đến 100 đó, tầm đó nha cả nhà. Khu vực chính giữa thì có hai tượng Phật của Di Lạc Bồ Tát cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát, rất là to lớn nha mọi người, ngay chính giữa luôn. Và cái ngôi chùa này thì mới vào mình cũng thấy khá là đặc biệt nha, là trong đây ngoài việc thờ Phật, ở đây còn có một cái nơi rất là trang nghiêm
thờ một cái vị cũng là Phật nữa, đó là giáo chủ của giáo phái Bụi Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Quyên. Bây giờ thì Thiên Quá xin mời mọi người chúng ta cùng tiến qua bên cái khu vực đó nha. Đây là cái ngôi thờ rất là trang nghiêm, một vị cực kỳ nổi tiếng, đã sinh ra một trong những giáo phái bản địa đầu tiên của tỉnh An Giang mình, giáo phái Bụi Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An sáng lập vào năm 1849 ha, và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Ngoài việc ông là một vị Phật, người đời còn gọi ông là một cái nhà dinh điền, một chi sĩ yêu nước, có rất là nhiều công lao ha, khai khẩn, lập làng, lập ấp. Ông cùng với những người dân, những người tín đồ của mình ha, đã khai khẩn rất là nhiều ruộng đất hồi xưa mà còn tới đến ngày hôm nay, đó là đình Thới Sơn nè mọi người, chạy ruộng ha, và bên khu Đồng Tháp 10 vân vân, rất là nhiều chỗ luôn. Và trong cái ngôi chùa hết sức là đặc biệt này á, là có thờ Phật rồi thờ luôn ngài luôn ha. Qua thấy trước ngôi chùa là có một cái cây này là bà con hay gọi là cây lâm dồ hay sao á, rất là lớn. Cái tàn của cái cây này bề ngang gần 30 mét vậy đó cả nhà, bự lắm bự ha. Và đây thì có rất là nhiều hiện thân nè của Phật nữa. Bây giờ Thiện Quá sẽ tiến vào trong chánh điện của một trong những ngôi chùa cực kỳ cổ kính và đầy linh thiêng ở khu vực vùng bảy núi An Giang nha. Khi mà mình đi đến đây thật sự là giống như là mình đi vào một cái nơi bồng lai tiên cảnh như cả nhà. Đó, đây là cái gốc này là giống như cây đa, nhưng mà bà con này hay gọi là cây lâm dồ, lâm dồ á. Ở đây thì tầm khoảng 5 đến 7 người mới có hết cái cây này cả nhà. Bự lắm. Cả nhà có thể thấy cái tán này ha. Mỗi một cái nhánh gì thôi là cỡ khoảng một người mới có giáp với cả nhà, bự lắm. Nè nó dài qua tới cây thốt nốt bên đây luôn nè cả nhà. Đó. Cái chùa này là bà con gọi là chùa gì chú? Đầu tiên là chùa ông Đạo Niếp, nhưng mà Quan Âm Khổ Tử. Ông Đạo Niếp hả? Ừ. Ông Đạo Niếp là ai ta? Cái ông chủ chùa đây nào, kêu ông Bảy đó. À kêu ông Bảy đó ha. Ông Bảy. Ừ. Là ông Đạo Niếp đó là ổng là đạo Phật hay là đạo Bụi Sơn Kỳ Hương? Ai biết, kêu đạo Phật đó. À ông Đạo Niếp ha. Ừ, kêu ông Đạo Niếp và chùa Quan Âm Khổ Tử á. Dạ. Ừ. Là rồi đến nay là ngôi chùa này là chắc cũng con thấy để trên đó là cũng cỡ 200-300 năm hả chú? Lâu quá hả? Cũng lâu lắm, mà nhỏ là tôi cũng như ở chùa nhà đi ăn cúng rằm rồi đó, ông cúng bánh cấp bánh cúng gì đó, ông phát cho em đồ ăn đó, ông đợi nào vậy nè. Vậy đó rồi, hả? Cúng cái thật đó, rằm nào cũng vậy đó. Dạ. Kêu ông Bảy, ông thứ Bảy. Ông Bảy, à. giờ ông còn ở đây không? Ông chết rồi, kêu ông chôn đâu đây nè. Vậy đó hả? Ừ. Bây giờ chủ trì là ai chú? Vô hôm chùa tôi cũng không có lạnh vô nơi nữa. Vậy là hả chú? Thay đổi nhiều lắm. Nhiều lắm ha. Rồi lần ổng là ổng chạy xe mua rùa, ổng chạy hơn xe mua rùa đó. Dạ. Chưa. Chú là năm nay là 70 tuổi chưa? Chưa, mới 63 tuổi hả? 63 tuổi là chú ở đây từ nhỏ tới lớn luôn nhỏ ha. Nhỏ tới lớn luôn. Con thì cũng mới biết ngôi chùa này luôn hả? Quá cổ luôn hả chú? Ừ, chùa này mới lần đó. Nhà tôi bên kia gà đất làm ruộng ngay hồi nước này ra. Dạ. Nhỏ kia những cái tượng Phật đây là này mới làm sao? Mới làm sau này ha. Trong này thôi. Dạ. Mới đâu. Dạ, con lăn cái đường xe bò bò ngang đó đó. Dạ. Và xe bò bò cái lúa ngang cái gốc năm dòi qua thẳng qua. À. Ừ. Cái cây này con thấy là lớn quá, là gọi gọi là cây gì chú? Cây này kêu cây bồ đề. Cây bồ đề hả? Ừ, chứ mấy cây năm dòi. À. Trời to quá trời to luôn rồi. Ừ. Năm dòi. Ở đây chú thứ mấy chú? Thứ ba. À chưa, con gọi là chú ba đi ha. Dạ. À chú ba là chú ở trong chùa này luôn hay sao? Chú coi chùa. Còn ở sớm là vô đây nghỉ thôi. À dạ. Vậy là từ nhỏ tới lớn chú ba ở đây hay là ở đâu? Ở đây không. Vậy là cái ngôi chùa mình tính ra là có đến nay là chú biết là bao lâu năm chưa? Bao nhiêu năm? 200 năm không? Từ trăm lên
Dạ, tự cho mừng lên ha. Dạ, tôi biết tới giờ tôi gần 7 năm chục rồi. Dạ, chùa này là thờ Phật, nhưng mà con thấy có Phật Thầy Tây An đắng nữa, có chỗ cái ngôi thờ Phật Thầy Tây An nữa hả chú? Nó lâu nó thỉnh về chứ. À dạ dạ. Vậy là chủ trì lúc trước mà khai sinh ra ngôi chùa này á, là cái ông đó là ông đạo đạo gì chú? Phật. À đạo đạo Phật ha. Con dạ. Tưởng đó là đạo Bủ Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An, mà tại thấy có Phật Thầy đắng á. Đây Phật. Dạ. Ở trong chùa này con nghe nói là rất là linh thiêng. À, chú có thể kể cho con biết vài cái câu chuyện linh thiêng ở cái ngôi chùa này không chú? Bây giờ làm lâu quá là mấy ông về trên về núi cơ hậu linh đó. Dạ đúng rồi, con nghe nói linh dữ lắm. Dạ hậu đó linh lắm đó. Là dạ. có lúc trước là có rắn lở nữa không chú? Đó có hai cầm có hai đời lại bạn về đậu sau à gầm nữa về. Ồ tới rầm là về hả chú? Dạ, rầm là hai con về đậu hai cây sau đậu đó. Hai con đại bàng đậu trên hai cây sau. Nam mô Di Đà Phật à. Rồi sau này đi về núi lên trơn rồi. Dạ. Rầm là có hai là đại bàng về đậu hai cây sau. Bự không chú? Đại bàng bự chú tính là 7-8 kg mười mấy kg rồi. Dạ. Là rầm nào cũng bay về trơn ha. Rầm lớn là bay về đậu hai sao à. Dạ dạ. Bây giờ còn không chú? Không. À bây giờ mấy ông về núi rồi ha. Về núi hết rồi. Ở ngoài trước bàn thông thiên á, mình thấy có hai ông sư tử bằng đá rất là to lớn luôn cả nhà. Đây. Ở trên cái bản rất là cổ xưa này á, thì qua thấy là để năm 1859 ha. Còn bên đây là 1997. Còn trên những cái chữ đó là gọi là Tự Cổ An Quang hay gì á ha. Không biết có dấu không, Tự Cổ An Quân hay là Tự Cổ An Quang á cả nhà. Là có nghĩa là Quan Âm Cổ Tự, là một cái ngôi chùa cổ. Nếu mà tính theo năm 1859 thì tính đến nay cũng ngót nghét cũng gần 200 năm rồi cả nhà. Quá lâu luôn. Đó. Thời này thì Đức Phật Thầy Tây An đã khai sáng ra đạo Bủ Sơn Kỳ Hương cũng được 10 năm rồi. Ha. Đó, thì bây giờ mời mọi người cùng với mình đi vào chánh điện tham quan nha. Đó. Đây là cái khu vực tiến vào chánh điện đó cả nhà. Trên vách thì qua thấy có rất là nhiều tranh vẽ, nhưng mà nó cũng khá là cổ, nghĩa là lâu rồi nó bay màu mọi người. Còn đây là cái khu vực chánh điện nè. Qua đang tiến vào trong ha. Từ cách bài trí tượng Phật cho đến cái kiến trúc thì cả nhà có thể thấy là khá là lâu đời à. Trong cái video mà cách đây khoảng 2 ngày thì quá có chia sẻ cho mọi người cái chùa Bà Bài đó. Hay không? Dạ. Yeah. Mà mình nói về bên đây á, thì trong chùa tôi là hai thai hệ. À dạ. Một hệ là Đức Phật Thầy tôi vẫn giữ. Dạ. Yeah. Rồi một hệ là tôi tu theo Phật thì tôi cũng vẫn giữ. Dạ. Yeah. Đó là như vậy đó. Vậy là giống chùa Bà Bài bên ngoài á. Đúng rồi, giống chùa Bà Bài mà chùa Bà Bài không có người xuất gia. À dạ dạ đúng rồi. Bà không có người xuất gia, còn tôi dạ. Có xuất gia. Cô kể lại cái đời từ ông cố của cô mà gặp Phật Thầy mà được Phật Thầy nhận nãy đó cô kể lại cho con. Ông cố thì dạ. Trước đó thì ông sơ tôi là ông Trần Văn Tài. Dạ. Ông từ Mỹ Tho mà có người con thứ chín là ông Chính Sang ở chùa Phước Điền á. Dạ. Thì ông thứ chín là ông bị bệnh, cha mẹ sanh ra khỏe lắm mà tới 3 tuổi tự nhiên cái hôm đó ông khóc, cái miệng ông méo dữ lắm, méo như con cá lửa trâu nữa. Dạ. Mà nhưng là ông không biết sao mà trị, mà từ Mỹ Tho bồng bế con về tới chùa Tây An được á, là mới gặp được Đức Thầy.
thì đức thầy mới nói là ta sẽ nhận trong 12 đệ tử. Dạ. Mà nhưng là đứa này là ta sẽ nhận làm đệ tử của ta, là đệ tử thứ ba, thứ tư gì của ông cố, dạ, ông Phật thầy đó. Thì đã nhận làm đệ tử rồi thì ông của tôi, ông Sơn của tôi nói nếu mà con làm nhà đệ tử của thầy, con cũng đi theo luôn về để ở. Rồi ông đi theo về để ở thì sau đó ông đức thầy mới đưa xuống chùa Phước Điền á, là mới lập cái chùa Phước Điền là để là làm ruộng á, phá rừng ra làm ruộng để nuôi dân, nuôi con người mình nè. Nó thành ra đó là ở đó là chùa Phước Điền, thành ra để ông cố chính ở đó. Còn ông cố hai này á thì ông ở Mỹ Tho, sau đó ông đi về á thì là ổng là được là đệ tử thứ 11 của đức Phật thầy. Là ông cố hai này đó ha. Cố hai là ông Trần Văn Lợi, người ta còn kêu là Đạo Thạch. Đạo Thạch ha. Đạo Thạch mà còn kêu là ông Đạo Ớt nữa. Hồi đó ông tôi trồng ớt, tôi trồng chuối. Đức Phật thầy nói nếu mà nhận làm đệ tử thì ở đây phá rừng ra, để đây rừng không mà phá rừng ra để trồng chuối, trồng khoai, trồng ớt để mà nuôi sống. Hồi đó ông cố tôi là chữ Tàu rất là giỏi. Chữ Nho chưa ha. Chữ Nho là rất là giỏi mà dạy bao nhiêu người lại là cũng chữ Nho giỏi. Mà tới đời tôi thì tôi đi học, tôi biết ít. Dạ. Tôi có học mà nhưng tôi biết ít. Đó, thành ra là tới đời tôi là đời thứ 6. Vậy là chữ cô là đời thứ 6. Đời thứ 6 còn họ Trần. Ông tôi là Trần Văn Lợi, là pháp danh là Dư Thạch. Dạ. Còn ông Phú Sang là Trần Văn Sang. Dạ, ông Đạo Sang đó ha. Dạ. Đạo Sang ở chỗ Phú Tiền. Dạ, và ông Đạo Xuyến là hiện tại là đang ở Cái Dầu. Ở dưới Cái Dầu. Dạ. Mà cái chùa của ông Đạo Xuyến đó, trong 12 đệ tử, ông Đạo Xuyến cũng có dẫn đám giỗ. Ông cố của tôi là đám giỗ ngày rằm tháng 12. Thì ông chùa ở dưới Đạo Xuyến đó, dạ, là coi như đệ tử sau này dẫn cúng cái đám giỗ của ông tôi. Mà tôi ở đây tôi cúng mà ít người về biết lắm. Ít người về biết ở đây mà biết ở chùa con Đạo Xuyến là đám giỗ của ông Trần Văn Lợi của tôi. Dưới kia ta tổ chức cho tổ chức, dạ, mà ở đây vẫn tổ chức. Ở đây vẫn tổ chức mà ít người biết ha. Ít người biết là tại vì trong cái đạo của đức thầy á, dạ, là sao cái sao thì thầy sao thầy là về ông Đạo Xuyến cúng nhiều, trong 12 đệ tử thì ở đó ở chùa đó người ta vẫn cúng cái ngày giỗ của mấy ông hết. Dạ, cúng đầy đủ cho mấy ông luôn ha. Đúng rồi, cúng 12 ông luôn. Còn đây thì mình cúng ngày rằm tháng 12 là rằm tháng 12 là đệ, dạ, tử là của nhóm của ông. Còn bà, dạ, sơ tôi á thì ngày rằm tháng 8. Cho nên đó là ngày 12 tháng ước bà tôi là ngày 12 tháng 8 là cùng cái ngày của đức thầy. Dạ. Cho nên ngày 12 tháng 8 là ngày 19 mùng 10 12 là cả tuần đó là tôi lô cái bánh ở đây để đem vô chẩn đi cho thầy. Đem vô chùa Phật á. Chùa Phật ha, Phước Điền ha. Chùa Phật, chùa Phước Điền thì trong đó có gói. Trong đó có làm, ở đây tôi vẫn làm, huynh đệ cũng về. Chùa Phật là chùa Phật là chùa Lâm Dồ. Chùa Lâm Dồ. Là chùa Phật và chùa Lâm Dồ. Dạ. Là mình đem lại gói ở đây đem vô chạy rồi gửi mấy anh em đó lại cho bà con. Dạ, nam mô Di Đà Phật. Là bữa 12 tháng 8 á ha. 12 tháng 8 rồi tôi đi là ngày tôi gói bánh là ngày 19. Dạ. Ở đây vậy là mình chị chú mình tu theo đạo Phật. Dạ đúng rồi, tôi cúng một ngày 4 thời. Dạ. Còn bên đạo của ông bà mình xưa là bên Đức Phật Thầy Thế An Bủ Sơn Kỳ Hương đó thì vẫn giữ. Dạ đúng. Tới ngày thì mình vẫn cúng kiến này kia, nhưng mà mình trì chú này kia theo đạo Phật mình hiện tại ha. Dạ. Tại vì cái linh vị của Đức Phật Thầy có làm cái linh vị xưa nữa. Có linh vị của Thầy cái luôn. Cái linh vị của Đức Phật Thầy. Còn cái cốt của Phật Thầy này á, là do Thầy bổn sư của tôi ở thành phố á. Thầy cũng quý Bổn Sơn Kỳ Hương. Thầy thờ Đức Phật Thầy lâu lắm rồi. Mà khi mà Thầy sửa chùa lại đó, Thầy, dạ, mới cho về đây cho tôi. Thành ra là tôi cũng mới nhận về đây cũng có mấy năm nay thôi Đức Phật Thầy á, dạ, là cái cốt Thầy ngoại. Chứ, dạ, còn cái linh vị của Thầy thì thờ trong chùa. Dạ. Vậy là qua chùa này là tới cô là tính ra là đời thứ 6 là có nghĩa là 6 trụ trì rồi. Dạ, 6 người để mà lo phần sự chùa. Chứ, dạ, nói về trụ trì á thì mình ở trong giáo hội thì bên giáo hội mới là tấn phong mình là trụ trì, dạ, còn ở đây là 6 đời
là bổn phận là hộ tự cho chùa, là lo cho chùa thôi. Lo cho chùa. Là trong ban hộ tự đó là bầu lên người trưởng để mà lo cho chùa vậy thôi. Dạ. Là coi như là chùa kiếm họ. Dạ. Trước giờ ngôi chùa mình từ lúc mà cô biết tới giờ là có những cái câu chuyện nào mà tâm linh về cái ngôi chùa mình không? Cô có thể kể cho con nghe được không? Ngôi chùa này thì ngày xưa đó là bộ đội mà về đây ở không có được, mà nhưng là bộ đội về để ở, tới bộ đội về để ở là đóng ở đây nè, là miên xuống đây đốt cái chùa này. Ủa? Cái chùa Quan Âm là bị miên đốt, mà ngày xưa là cái chùa bằng cái chùa cây bên đó, cái nhà cây bên đó vậy đó. Lúc trước là chùa bên đó đó ha? Không, ở bên đây, cắt cây vậy đó. Cắt cây vậy đó. Dạ. Rồi cái sau đó năm 69-70 là miên tràn xuống đốt cái chùa rụi hết, chỉ còn có một ông Phật ngồi chính giữa đó đó, là ông Phật Thích Ca, mà bằng gốc mít, là bằng gốc mít, mà nhưng là coi như là cái chùa cháy rụi hết, mà bằng gốc mít mà không cháy hết, bị nám thôi. Thành ra mấy ông ngày xưa mới nói là chùa Quan Âm này sau này còn lại là tồn tại lại là cái chùa của Phật. Thành ra sau đó mới làm lại cái chùa Phật, làm lại ông Phật lại, thì coi như là sau đó mới tích lại, tích cái lần này nữa là lần thứ tư mới được như vậy. Ngộ người ta, cháy hết trơn luôn mà cái tượng Phật thì là không có cháy, cắt bằng gốc mít, bằng gốc mít dạ, mà không cháy. không cháy chỉ nám ở ngoài thôi, sau đó mới làm lại. Thì mấy ông lớn, mấy ông mới nói là sau này ở chùa Quan Âm còn được là chùa, còn tổ tiên, còn cái chùa thì còn Phật, là còn có dòng họ còn tu á. Dạ. Thôi là hết rồi. Rồi vậy sau đó mới cất lại thì bộ đội rồi về đây, ở đó cái chùa là bằng cái thải hồng chung, bằng đồng đen. Ừ. Bằng đồng đen mà như là miên xuống đốt á. Khi mà miên xuống tràn xuống đó thì mấy ông mới đem cái thải hồng chung, mới đem ra ngoài cái hộp sen đốt. Rồi cái bộ đội hồi đó, bộ đội đi về Tây là người Bắc á, yeah. Tinh vi lắm. Sau đó hết giặc rồi, họ trở về, họ lấy. Thành ra cái chùa Quan Âm là cái đồ cổ của chùa Quan Âm là cái đại hồng chung bằng đồng đây, mất. Mất năm 72. Thành ra là mất luôn. Lúc đó cũng đang còn chiến tranh ha? Dạ, đúng rồi. Thì tới năm 75 đó. Cái đại hồng chung là cái chuông á con? Dạ đúng rồi, cái đại hồng chung lớn đó mà nói ra cả 200 mấy chục tiếng. Dạ. Mà nhưng á là biết ra đó là bộ đội ở đây, rồi bộ đội ở đây là mấy cậu ở đây là khó ở lắm, đi vô khó ở, bị đuổi. Mà nhưng là mấy cậu đi vòng vòng ở xung quanh. Vô đây thì không được. Vô chỗ ở chùa không được. Dạ. Mà nhưng là tới chừng biết là ông bà kể lại là cái đại chung bằng đồng đen vậy đó, ông bà cuối. Rồi sau đó mất. Rồi sau đó ba tôi mới đi nước ngoài ở bên đó, thì nhờ bà cô đi về mới cất được cái chùa, mới sắm được cái đại chung mới sau này. À dạ. Năm 90. Dạ. Cho năm 97 mới cất được, mới mua được, mới làm được tới giờ. Vậy là cái khoảng thời gian mà năm 72 đó, năm 90 mấy đó là không có đại hồng chung nào đó để không có vọng chung ha. Mà ngày xưa là cái đại hồng chung đó để đức thầy đó là chỉ cái ông tôi đó tận thiện lắm mà làm được cái đại hồng chung rồi đó bằng đồng đen. Mà nhưng là cái đại hồng chung nó vọng từ đây tới chùa Bà Bài nghe. Vọng cái tiếng vọng âm thanh ngân tới chùa Bà Bài nghe, là ông bà xưa kể lại. Còn cái đại hồng chung ở đây, giọng ở đây lên tới trên cây xăng ở chẳng nha. Là nghe cái âm thanh nó gian vậy. Yeah. Mà rốt rồi cũng bị mất. Rồi bị mất rồi sau đó ba tôi với cô tôi mới sống lại. Yeah. Rồi mới cất lại được cái chánh điện này. Rồi sau tôi về tôi mới đổ đất ở trước đó là đất ruộng. Rồi sau đổ đất mới làm Phật ra ngoài, dây mặt ra ngoài là hiện giờ. Yeah. Là làm cái, sau đó có tiền là làm cái chánh điện đó. Dạ. Con vô đây con ấn tượng như cái chỗ mà rất là nhiều hiện thân, gọi là hiện thân ha sư con. 32 vị Phật Bồ Tát quá thôi. Dạ. Con rất là ấn tượng. Con nói đây là mình đi ra vô hoài mà không biết chùa. Tại vì giờ đó quá tôi, đẹp đi, mà. Tôi đi học trung cấp ở chùa Vĩnh Quang.
Dạ. Thì mấy cô mỗi tháng mấy cô đi lại chùa. Còn ở sao cậu đi ngay? À, mấy cô đi chùa bà ở chùa Quan Âm Nam Hải, chùa Quan Âm Đông Hải. Dạ. Thì lúc đó tôi học đó thì mỗi tháng mấy cô đi lần, tôi cũng xin đi, đi nhầm bữa thứ bảy chủ nhật á, xin đi mà tôi xin đi tới chứ đâu chỗ Quan Âm Nam Hải, thì Quan Âm Đông Hải tôi vẫn xin. Chùa Quan Âm con là Quan Âm cổ tự, ông bà con đã thở ra trên trăm năm rồi mà bây giờ con xin làm được một tượng Quan Âm Bồ Tát khóa thân. Là trước là 6,5 m là tôi làm cái tượng ở trong 6,5 m à. Rồi sau cái tôi mới xin làm 32 vị Bồ Tát khóa thân. Vậy là xin ha, đi xin cúng không ở dưới à, xin cúng không à, tôi đi cúng và tôi xin không à. Dạ. Rồi nhờ ơn trên ban bố phước lành, được cũng nhờ con duyên của em Út mấy cậu mà đắp Phật nè. Là coi như là mấy cậu đắp là lấy bằng cái giá tiền là vừa để mình trả cho cậu. Rồi cái em cháu Hùng lại người thượng thượng. Oh. Nó mới được 32 vị Phật Bồ Tát. Rồi sau cái tôi ước mong tôi lấy màn này là màn Phật Di Lặc. Thành ra là ước mong làm được Phật Di Lặc. Dạ. Thành ra tôi mới được tôi xin nguyên chùa. Vậy thì cái lúc nào cũng xin ở ở trên ban bố phước lành mới được. Dạ. Thì chùa của mình thì khách khứa thì ít. Mà như người thân về thì nhiều. À, con cháu này kia. Đúng rồi, dạ. Con cháu về thì nhiều. Rồi biết là chùa có tổ tông, ông bà có chùa. Thành ra em cháu cũng dẫn về để cúng kiến. Rồi dạ. Hùng với nhau để trả nợ. Dạ. Làm hoài. Rồi có làm chút một chút. Mượn mấy em đó đi lại làm. Thì từ từ mới được về. Ngày nay được về thì cũng là tôi về đây cũng là 18 năm. Thì trước về. Đây sư ở đâu? Ở ngoài Châu Đốc. À, bên nội ở thì ở đây. À, dạ. Bên nội thì ở đây mà nhà ngoại bên ngoại thì ở Châu Đốc. Dạ. Mà như là ở bên ngoại mà về bên nội ở là nhiều. Dạ. Mà nhỏ cũng ở trong này nhiều. Rồi sau đó là cái có ước nguyện xuất gia tu thì về chùa bên nội. Dạ. Chùa bên ngoại thì ở chùa Quỷ Hương ở núi Sam. Dạ. Thì là có sư phụ ở ngoại, ở ngoại cũng đi đi về về chứ không ở luôn. Dạ. Ở đây con cũng có nghe một cái câu chuyện về cặp chim, gọi là chim sao, chim thần hay là đại bàng hay là gì của cô, mà cứ tới gầm gì đó, con cũng nghe thôi, mà con muốn cô chia sẻ cho con về cái đó là có không cô? Cái đó là đời của ông Bảy thôi, đó là đời của ông Bảy thôi, là ông cháu của nội á. Dạ. Đời thứ ba. À, là đợi ông Sơ á, thì ổng có nói về chim mà về đó là ông chỉ đi ra ông vỗ tay 3 tiếng thấm lớn lên thì ông sẽ kêu cái tiếng như chim gì đó, là chim rần ở trên không gian này, cây trên cây bồ đề á, chim rồng rần lên vậy đó. Thì có mà nhưng tôi nghe tôi không biết, tôi không thấy. Mà tới cái đời của tôi đó là cái đời tôi là tôi đi về là 19 năm về trước đó. Thì cái giờ trưa tôi hay cúng cái giờ 12 giờ để mà tôi cũng một á, là mình theo cái gốc chân ông bà mình cúng cái linh nghiệm nó cỡ nào. Yeah. Thì mình cũng đi ra mình cúng thì với 12 giờ đêm. Thì bữa đó đó là tôi 12 giờ trưa tôi ra cúng thì tôi thấy đông người cúng với tôi lắm. Mà sao chùa ít người lắm mà tôi thấy đông người cúng với tôi lắm. Yeah. Thì tôi biết đó là những cái quan gia trái chủ, những cái người thân của mình, những anh hùng chiến sĩ về để tôi nhiều. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thật ra là tôi biết người đó ta có tu, cho nên mình cúng ngày bốn thời thì mình giữ vững, mình cúng để mà cho đất nước được bình yên, ai ai lại đây cũng được về nhà ta mạnh khỏe và làm ăn khá giả. Dạ. Rồi còn cái nữa đó là tôi 12 giờ đó là tôi ra tôi cũng làm như ông tôi, tại vì ông tôi dạy đó. Dạ. 2-3 tiếng rồi kêu chim ơi về đây, chim ơi về đây. Dạ. Là kêu cái tiếng nói là không phải là chim ơi về. Những vị thần chim. Dạ. Về chùa Quan Âm vui vẻ cùng chúng tôi. Thì tôi nghe một cái tiếng rào rạc về lớn lắm mà nhưng đó là đi về. Ba hay về đông lắm mà tôi thấy được một lần. Ngộ ha. Thấy được có một lần đó là quý vị về rồi cái hãy mà lễ Phật đản. Dạ. Lễ Phật đản là ở đây là ngày 18 tôi tắm Phật thì chim sẽ sẻ. Dạ. Giỡn với nhau rú rí nhau vui lắm. Ừ, ngộ hết rồi. Rồi cái sau này cái mấy người đi lại bắt chim rồi này nọ tôi cũng cho. Dạ. Mà nhân chim cũng đưa về. Đó là cái nhân vậy.
Còn cái chùa mình có linh nghiệm cái gì không đó thì tự người đi lại cái chùa người ta tín ngưỡng thì người ta sẽ biết, chứ còn dạ. không dám nói dạ. không dám nói những về cái phần tâm linh dạ. Nhưng là mình biết ở chùa mình là ông bà nội con cháu giữ dạ. Tại con nghe nói về cái cặp chim đó, có người gọi là chim đại bàng, mà cứ ngày rằm là cái về chùa Quan Âm, bởi vì nghe con cũng hiếu kỳ đó, bởi vì con hỏi sư. Ngày xưa đó là có mấy cái sao dạ. mấy cái sao ở trước là coi như là mấy vị về đó là về hay đậu ngoài cái sao à dạ dạ cái sao với cái bùa đầy lớn, rồi cái sao đó ông bà ra đi hết rồi thì cũng không còn, mình cũng không biết nữa, mình không biết nhiều dạ. vậy nữa, không, mình nói không chính xác cũng không được dạ. mình không biết nữa. Vì cái đó xảy ra chắc cũng lâu rồi ha sư. Dạ đúng rồi, đời tôi chưa có, mà năm nay tôi mới có 57 tuổi thì chùa có 169 năm thì cậu nghĩ đi. Dạ. Có 111 năm mới có tôi ra đời. Dạ. Rồi tôi đi sao tôi biết được cái chuyện trên nữa. Rồi nhưng là cái gì cũng ông bà cũng mất bảo rồi ra biết. Dạ. Cố sức lo tôi, hưởng vừa dắt con cháu lo tôi. Vậy là sư ở đây là có mình anh sư thôi. Còn dạ, lại... đúng rồi, người tu thì có mình ơn, còn Phật tử thì đâu. Phật tử đâu. Dạ. Phật tử thì mấy cô đi lại, mấy cô quét dọn, rồi mấy cô đi lại, mấy cô không quản, rồi nhà dạ. mới về nhà ấy. Dạ. Bữa nay con cũng hữu duyên gặp được người sư. Con mong là sẽ có nhiều dịp để cô cháu mình gặp nói chuyện nhau. Con cảm ơn nhà sư rất là nhiều. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là khu chánh điện cả nhà. Giờ quá sẽ đi vào bên trong để chia sẻ cho mọi người nha. Trong đây thì có thờ ngài Tổ sư Đạt Ma. Và cái không gian bên đây là bếp. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì thật sự hôm nay một ngày cũng rất là may mắn và hữu duyên. Thì Tiên Quá được sư đang coi cái chùa này, cũng là người cháu đời thứ sáu, là đời thứ sáu trụ trì ở đây, chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện xung quanh một ngôi chùa rất là cổ kính và linh thiêng và đầy quyền bí. Mong rằng những cái câu chuyện như thế này được cô chú anh chị và các bạn mình thích. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Tiên Quá nha. Tiên Quá hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp. Trân trọng kính chào.